Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 5 năm 2022 nha cô chú anh chị. Con xin giới thiệu cặp kỳ duyên nha. Kỳ duyên là xứ zin, hoa màu hồng 3 lớp nha cô chú anh chị. Cặp này con bán với giá là 320 nha. Nó đang nằm trong chậu C12 á. Này con mới ra chậu C12 nè. Nó ra lá rất là tốt, xum xê luôn. Tàn tròn nha cô chú anh chị. Vườn con gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang với ship nhỏ cây Việt theo nha. Cô chú anh chị mà ưng cặp này thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Con sẽ giới thiệu từ cây cho cô chú anh chị mình xem nha. À, cây này là thân chỗ này nè, một cốt đi lên đây nó phân hai nhánh, tiếp tục phân nhánh lên nha, tàn xum xê luôn nha cô chú anh chị. Cây này tầm 7-8 tấc á, từ miệng chậu đi lên á. Cây thứ hai, cây này rễ nhiều, mình nó đang banh rễ đây nè, cây này đang banh rễ ra làm rễ, cây này rễ nhiều mình làm rễ rất là ngon, từ mình kê rễ cao lên nó rất là đẹp. Cây này cũng tàn tán xum xê luôn nha. Cặp này con bán với giá là 320 nha. Phí ship khách trả giùm con nha. Cô chú anh chị ưng cặp này thì alo số điện thoại con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Kỳ duyên con còn số lượng ít thôi nha cô chú anh chị. Chú anh chị đặt hàng thì nhanh tay nha. Gọi số điện thoại con nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con.